Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế nghiên cứu việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Theo văn bản được Văn phòng Chính phủ ban hành vừa qua, một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét cho phép các rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới để cùng thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các phim Việt đến được với đông đảo khán giả trong dịp Tết. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được thử nghiệm mở cửa trở lại rạp chiếu phim tại Hà Nội trong điều kiện đảm bảo nghiêm túc các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về việc này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu chỉ đạo, xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, bảo đảm thống nhất phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Trong năm 2021, điện ảnh Việt và rạp phim chịu ảnh hưởng nặng nề khi hai lần đóng cửa các rạp vì COVID-19. Nhiều bộ phim liên tục phải rời lịch chiếu cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch thứ tư, các cục rạp chiếu phim ở các thành phố lớn đã đóng cửa 6 tháng liên tiếp. Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, chăm lo nơi ăn chốn ở cho người thuộc đối tượng chính sách, đặc biệt là người có thu nhập thấp, đến nay Đà Nẵng đã xây dựng hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội để phục vụ người dân và bán thí điểm căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Đáp ứng đủ các điều kiện mua nhà ở xã hội năm 2019 với hơn 200 triệu đồng, vợ chồng chị Lý Thị Mỹ Hạnh đã được sở hữu căn hộ với diện tích hơn 30m² này. Ước mơ có một ngôi nhà ấp ủ từ lâu đã trở thành hiện thực. Bởi vì mình là người cán bộ nhân viên chức làm có thu nhập thấp á, thực sự mà đi ra lại mà kiếm được nhà như đây thực sự hai vợ chồng vui lắm. Cùng với những cơ chế hỗ trợ ưu đãi theo quy định, thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện tối đa để thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong quá trình thực hiện dự án thì dự án công ty chúng tôi cũng như dự án chúng tôi được ủy ban thành phố, các sở ban ngành đặc biệt quan tâm, hỗ trợ để các cái thủ tục về pháp lý của dự án được tiến hành là nhanh chóng để mà sớm đưa dự án vào khai thác. Kể từ khi chia tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cho đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 39 dự án chung cư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách với trên 10.500 căn. Bên cạnh vốn ngân sách từ năm 2009, thành phố kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách đã có 8 dự án với tổng cộng hơn 7.500 căn hộ, trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 3.300 căn, đang xây dựng gần 2.700 căn. Từ nay đến năm 2030, chúng tôi có khoảng 21 cái khu đất nằm trong cái quy hoạch đã được duyệt. Và từ nay đến 2025 thì chúng ta sẽ triển khai ít nhất là 11 cái khu đất để có thể rằng là vừa kêu gọi đầu tư, vừa rằng là ngân sách đầu tư. Nó tùy thuộc vào mỗi vị trí, tùy thuộc vào mỗi cái đối tượng. Hiện thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách để đầu tư nhà ở xã hội với tổng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng, đầu tư hơn 10.000 căn hộ để bán cho người dân thu nhập thấp. Giai đoạn này, người dân thuận lợi hơn để tiếp cận mua nhà xã hội khi quỹ nhà ngày càng mở rộng với nhiều dự án được triển khai. Hiện có 2 dự án mở bán tại khu công nghiệp Hòa Khánh và khu đô thị xanh Bầu Tràm Lakeside. Thưa quý vị, lại thêm một cái Tết Nguyên đán nữa, người dân tại nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi phải đi lại khổ sở trên những tuyến đường được Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam mượn để thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Đã 3 năm nay, nhìn ra đường là những người dân ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại ngao ngán. Năm 2017, đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cam kết với địa phương là nếu nhà thầu không sửa lại đường thì sẽ lấy tiền từ tiền bảo lãnh của nhà thầu trong hợp đồng để trích ra chuyển về cho địa phương sửa chữa. Thế nhưng, lời hứa chỉ là lời hứa, đường dân sinh sau khi mượn thi công, hư hỏng ngày càng nghiêm trọng hơn, còn người có trách nhiệm thì không thấy đâu. Người dân ở đây cũng trông chờ có con đường mà đi chứ, bởi vì đường này bao nhiêu năm nay cứ hạn tới hạn lui miết, mà mưa ấy, thì nước tròn vô trong sân, mà nén lên thì bụi vậy đó không chịu nổi hết. Chỉ riêng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện có đến 7 tuyến đường mượn để thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, có chung số phận, hư hỏng và bỏ mặc sau khi kết thúc dự án. Nguyên tính
vẫn cố gắng là tranh thủ là sửa lại, khắc phục lại để cho bà con đỡ bớt cây bụi bặm. Thì huyện cũng có văn bản kiến nghị, rất mong các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền, đặc biệt là ban quản lý dự án đạt có quan tâm sớm hỗ trợ cho huyện. Hiện nay nếu cứ chờ kinh phí sửa chữa từ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam thì có lẽ những con đường dân sinh phục vụ dự án này sẽ còn hư hại nặng hơn nữa. Do vậy, cần có các giải pháp tạm ứng ngân sách để sớm khắc phục và sửa chữa bởi người dân và chính quyền đã phải chờ đợi quá lâu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 1 tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh theo nghi thức tâm tang. Lễ nhập kim quan được diễn ra vào lúc 8 giờ trong sự chứng kiến của hàng ngàn tăng ni Phật tử và người dân. Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng Internet và các màn hình lớn bên ngoài Tổ đình Từ Hiếu để tăng ni Phật tử và người dân theo dõi. Di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh được đệ tử của Ngài rước từ thất lắng nghe đến lễ đài đặt kim quan đã được khâm liệm theo hình thức truyền thống của Việt Nam. Mặc dù buổi lễ có rất đông tăng ni Phật tử, nhưng tất cả đều diễn ra trong trang nghiêm. Theo thông cáo, tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Lễ trà tỳ tức hỏa thiêu Thiền sư sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022. Theo di nguyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sau lễ trà tỳ, xá lợi sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp. Cáo phó của đạo tràng Mai Thôn cho biết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926 tại xã Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thế danh Nguyễn Xuân Bảo, xuất gia năm 16 tuổi, pháp danh Trừng Quang, pháp tự Phùng Xuân, pháp hiệu Nhất Hạnh, thuộc thế hệ thứ 42 của Tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 của Phái Liễu Quán. Cuộc đời tu hành của Thiền sư đã khắc họa nên một khuôn mặt trí thức Phật giáo tiêu biểu có tầm ảnh hưởng lớn với xã hội, đồng thời là một trong những nhà văn hóa thể hiện tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 1, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức triển khai tại một số điểm chợ hoa xuân trên địa bàn thủ đô. Trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua kiểm tra hai điểm chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ và chợ hoa thuộc quận Hà Đông, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền các địa phương trong việc tổ chức triển khai các chợ hoa xuân phục vụ Tết cho người dân. Năm nay, Hà Nội có 78 điểm chợ hoa xuân kéo dài từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đề nghị Ban Quản lý các chợ hoa xuân, chính quyền địa phương phải bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại nơi tổ chức. Người dân khi tới các chợ hoa xuân cũng phải chủ động, nghiêm túc chấp hành nghiêm thông điệp 5K để việc du xuân, mua sắm ngày Tết của người dân diễn ra thuận lợi và an toàn.